Hello tất cả mọi người. Thì hôm nay tranh thủ lúc mà mấy anh em thợ đang rảnh tay, em cũng rảnh tay chưa có phụ việc gì tiếp mấy anh thợ. Thì đây em sẵn quay cửa hàng hai cho người xem nha. Đây phía xa là hai anh chị khách hàng mua xe, mua con xì bò bạc đó mọi người. Thì có làm có một con xe à, cho nên là em quay cho người xem. Sẵn em cập nhật anh em hoạt động bên HKTM2 như thế nào nha. Sẵn này cũng có những chiếc xe mà bên em cũng đang có bán nè mọi người. Xe 50 nè, hạt lay rồi nè, dàn tay ga, biển số đẹp ở trống luôn. Sẵn đây em cập nhật giá xe cho người luôn nha. Hình như con này là anh Dũng đăng giá 1 tỷ mốt hay gì nè mọi người. 1 tỷ mốt hay 1 tỷ chẳng vậy. Hạt lay Davidson, độ giống như là giống của mấy anh Mỹ vậy đó mọi người. Đây, từ lúc độ giờ là chưa đi tour lần nào luôn. Độ để đây chưa có chạy nữa, chạy được từ đầu đường tới cuối đường vô là xong, hầm hố lắm mọi người. Đây tiếp theo là chiếc cúp Honda cúp, con này là dựng lên xe thùng nha mọi người. Kính zin còn nè, xi nhan zin còn, chó đèn zin còn luôn. Đây Honda cúp 84 biển tứ quý không, con số 9, giá chỉ có 50 mấy triệu thôi nha mọi người. Con này em dựng lên xe thùng. Anh em nào mà mua chiếc này về chạy để đi cho con em đi học á thì rất là đẹp nha. MXX nè, MXX125, con này xe zin luôn, giá chỉ 40 mấy triệu thôi. Con này có độ cặp tay nè, đèn nè, rồi có nối gấp nữa mọi người, cho nên nó dài lắm. Còn mấy con Mazda này thì tầm 6X nha mọi người, 60 mấy triệu. Đây tiếp theo, hai con này mọi người thấy rất là lạ phải không? Thì đây em xin tiết lộ cho anh em thông tin đó. Đây đây Epicugo 150 xe zin biển Sài Gòn tứ quý 3, một đời chủ luôn nha, biển 4 số luôn, giá 110 mấy triệu. Đối với những xe mà còn biển số á, em cũng có hỗ trợ trả góp cho anh em luôn. Đây con này cũng vậy, nhưng mà con này được cái là biển Cần Thơ, giá 110 mấy triệu nha. Đây con này thì AB này là AB 5 tới quý 9, 110 mấy triệu. Con này thì AB 125 ngũ quý 2 full đồ hiệu, giá 299 nha mọi người. Đây nó độ giống như là con ngũ 3 bên đây luôn nè, ngũ 3 tím đây nè, carbon nè, sơn màu Senna, tay Gamble, tay côn TWM. Đấy mâm đồ chơi nè mọi người, heo đồ chơi nữa. Đây, tiếp theo con này là AB 125 đời 2020 luôn, biển Cà Mau ngũ quý 3, giá 299 luôn. Con này ốp carbon đẹp lắm mọi người ơi. Đây tiếp theo là cái dòng xe này là cho mấy anh chị cô chú nào mà làm ăn nè, thích cái phong cách zin nhất có thể nè, AB Thái, giá 60 mấy triệu thôi. Con này là đồ xe zin, máy zin chưa trẻ luôn, chạy chỉ có mới 14-15 ngàn cây rồi mọi người. Đời AB Thái mà tới thời điểm này mà chạy mới có 14-15 ngàn cây là rất là keng nha. Đây ngoài ra đây mấy con cóc nè, hai con Julio của anh Dũng độ để vô vườn chơi, thả vô vườn đó mọi người. Hôm nay là xe của Phan Hải chơi nè, mọi người thấy có gì lạ lạ đây không? Một con G1, con B1 39839. Thì cặp xe này Phan Hải, của Phan Hải nha, Phan Hải đã mua rồi. Đấy thì đây con này là em vừa bán xong, khách có yêu cầu lên cái cảng 2000 thì bên em vẫn hỗ trợ thay cho anh, tại vì sở thích mỗi người mà, cho nên là mình không ai giống ai hết, tiền của mình chơi. Đấy tiếp theo đây là xe bảo dưỡng, còn con này thì em mới bán hôm kia, Sachi 206, dựng xe thùng nha. Đây là hai con cóc Dio hay là Mát. Đây là lý do mà cửa hàng em lúc nào cũng có đồ chơi sẵn cho anh em nè, từ bánh căm, bánh mâm cho tới áo. Bên em thì lúc nào cũng có chế độ là bao thay màu áo bánh căm, bánh mâm cho anh em nha, với giá trị tương xứng. Đấy áo ghim em còn, mâm đây, mâm 5 cây có đủ các loại hết, mâm Sachi, mâm FX,
đó. Áo thì có áo xì bo, có áo sa chia, có áo da dách, có luôn nha anh em. Đấy, đây sẵn bên em cũng có bán phụ tùng luôn nha. Áo đây là áo Indo nha mọi người, áo Indo hàng xịn nha, rất là bóng. Đây sẵn quay đây nghía nghía cho anh em xem con xe này. Con này lúc đầu là nó ám màu áo đỏ, đỏ 2000. Đây màu đỏ này thì anh khách cũng có ý định là thay là màu bạc cho anh. Thì đây màu bạc mà là áo 99 nha mọi người. Đấy, rất là đẹp nha mọi người, áo bạc 99 tem màu tím. Đấy, sườn lóc gấp đâu là em sơn vết dặm tút lại hết. Đó, rồi. Cái sườn này rất là láng nha mọi người, bát gôn rồi là gam lại hết, gam lại. Đấy, xe này nói chung là rất là đẹp nha mọi người. Để em cho mọi người nghe thử tiếng vô nha. Cùm đuôi đèn, cản đường đi điện, nói chung là những gì liên quan, những cái món phụ tùng liên quan tới xì bo thì bên em đều có hết. Áo bọng luôn nè. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha mọi người, để cho em có động lực để làm YouTube hơn. Đó, rồi em xin dừng clip nha mọi người. Cảm ơn mọi người xem clip, chào tạm biệt mọi người.